Thân chào các em học sinh khối 7. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ 1 vào tuần 9 sắp tới đây nhé. Đầu tiên, đề kiểm tra giữa học kỳ thì sẽ bao gồm có hai phần, đó là phần lý thuyết và phần thứ hai là phần bài tập. Về cấu trúc chung của một đề kiểm tra giữa kỳ thì mỗi đề sẽ có 5 câu, mỗi câu 2 điểm. Hình thức ra đề là tự luận. Giới hạn ôn tập của chúng ta là bài 1, bài 4, chủ đề tích hợp, bài số 5 và bài số 7. Phần đầu tiên cần tìm hiểu đó là phần lý thuyết. Câu 1: Thế nào là sống giản dị? Nêu biểu hiện của sống giản dị. Câu 2, thế nào là đạo đức? Câu 3, thế nào là kỷ luật? Câu 4, thế nào là yêu thương con người? Câu 5, thế nào là đoàn kết, tương trợ? Câu 6, ý nghĩa của sống đoàn kết, tương trợ? Ta chuyển qua phần thứ hai đó là phần bài tập. Câu 1. Em hãy sưu tầm một số danh ngôn, câu ca dao hoặc tục ngữ nói về tính giản dị. Câu 2. Nêu những việc làm thể hiện em có ý thức rèn luyện đạo đức và kỷ luật của người học sinh. Câu 3. Nhận xét hành vi trong những tình huống sau. Mẹ bạn Hải không may bị ốm. Nam biết tin đã rủ một số bạn cùng lớp đến thăm hỏi, chăm sóc mẹ bạn Hải. Các em quan sát gợi ý của cô. Bé Thúy ở nhà một mình, chẳng may bị ngã. Long đi học về qua, thấy vậy đã lao vào băng bó vết thương ở tay cho Thúy và mời thầy thuốc đến khám cho em. Trung hỏi vay tiền Hồng về mua thuốc lá hút. Hồng không cho Trung vay mà còn khuyên Trung không nên hút thuốc lá. Phân bị ốm phải xin phép nghỉ học ở nhà một tuần. Chi đội lớp 7A cử Toàn chép và giảng bài cho Vân sau mỗi buổi học. Nhưng bạn Toàn không đồng ý với lý do Vân không phải là bạn thân của Toàn. Câu 4.
Tìm ca dao, tục ngữ, thành ngữ nói về tình yêu thương của con người đối với con người và giải thích ý nghĩa của câu mà mình mới tìm được. Câu 5. Trung là bạn học cùng tổ, lại ở gần nhà Thủy. Trung bị ốm, phải nghỉ học nhiều ngày. Nếu em là Thủy, em sẽ giúp Trung việc gì? Câu 6. Tuấn và Hưng học cùng lớp. Tuấn học giỏi, còn Hưng lại học kém toán. Mỗi khi có bài tập về nhà là Tuấn lại làm hộ Hưng để Hưng không bị điểm xấu. Em có tán thành việc làm của Tuấn không? Vì sao? Nếu là Tuấn thì em sẽ làm gì để giúp bạn? Chúc các em ôn tập và đạt kết quả kiểm tra thật tốt nhé!